Xin chào anh em quay trở lại với cả Hacom, mình là Hoàng đây. Và với sự xuất hiện của Gigabyte G5 thì chúng ta lại có càng nhiều lựa chọn trong những dòng laptop gaming giá rẻ. Và hiện tại thì Gigabyte G5 GE là một trong những chiếc laptop gaming rẻ nhất mà khiến cho chúng ta có thể lựa chọn vào trong dòng CPU thế 12, một trong những chiếc laptop gaming để cho chúng ta có thể sở hữu được một chiếc CPU i5 12500H. Quá là rẻ đúng không ạ? Mà mức giá của nó chỉ có khoảng tầm 20 triệu mà thôi, thực sự rất là hợp lý. Nhưng trong thời điểm hiện tại thì Gigabyte vẫn còn đăng những cái mẫu mức giá rẻ hơn, thấp hơn khoảng tầm 2 triệu với những chiếc CPU cũ, ví dụ như là chiếc i5-11400H. Vậy thì liệu rằng có đáng không khi bỏ ra thêm 2 triệu nữa để mua i5-12500H hay là anh em chỉ cần mua đúng là i5-11400H thôi? Thì hãy cùng xem trong video này nhé. Như anh em thể thấy đây thì chiếc Gigabyte G5 GE của chúng ta có một chút khác biệt về thiết kế. Năm nay thì Gigabyte đã làm mới hoàn toàn cái thiết kế của dòng G5 để khiến cho nó hiện đại hơn, xịn hơn và có một cái góc gì đó gaming hơn. Nhưng về bề mặt là như vậy thôi, ở bên trong thì mọi thứ đa số là vẫn như thế, vẫn là RTX 3050, vẫn 16GB RAM, vẫn SSD 512GB, vẫn những cái màn hình như vậy. Nhưng điểm khác biệt giữa Gigabyte G5 GE và GD đó chính là cái bộ não của nó. Trong chiếc Gigabyte G5 GE thì sẽ sở hữu đó chính là chiếc CPU i5-12500H với nhân P, với nhân E. Còn chiếc CPU i5-11400H ở trong chiếc GD này thì chỉ có tổng cộng là một chút nhân và chút đổi như vậy thôi, anh có thể thấy đấy. Vậy thì liệu rằng i5-12 có khác hoàn toàn so với i5-11 không? Xem bài test của mình nhé. Tất nhiên, test CPU chúng ta sẽ phải test với phần mềm trước, đúng không? Hãy cùng bắt đầu với cả Cinebench R23 Multicore đi. Trong cái bài test này thì chiếc i5-12500H sẽ đạt được là 10.255 điểm, tức là cao hơn với cả chiếc Gigabyte G5 GD khoảng tầm 1.500 điểm. Bởi vì đơn giản là không chỉ có E nhân E mà chiếc Gigabyte GE ở đây còn có thêm cả nhân P này, nhân P mạnh hơn nữa, lên tới con số điểm đơn nhân là 1.694 anh em nhá. Khi mà anh em chuyển sang Geekbench thì Multicore chiếc Gigabyte G5 GE ở đây đạt được 8.500 điểm, cao hơn với cả GD khoảng tầm hơn gần 1.000 điểm anh em ạ. Và đơn nhân cũng thế, cũng tăng thêm khoảng tầm hơn 200 điểm một tẹo. Blender thì chúng ta có thể thấy là kết quả của Gigabyte G5 GE thì phá đảo hoàn toàn so với cả chiếc i5-11400H ở trong này. Khi mà chúng ta chuyển sang những phần mềm ví dụ như là Corona, Heavy Rain thì chiếc i5-12500H vẫn chiến thắng một cách tuyệt đối với cả chiếc i5-11400H trong chiếc Gigabyte G5 GD này. Thế, nhưng mà có nhiều anh em nghĩ rằng là bây giờ đúng không, bỏ ra 2 triệu thì anh em sẽ được thêm hiệu năng làm việc. Cái đây thì tất nhiên rồi đúng không, thế hệ 12 cơ mà, nó tăng như thế cơ mà. Nhưng liệu rằng có khác biệt trong chơi game không? Bởi vì anh em phải hiểu rằng là cả hai chiếc laptop này đều sử dụng RTX 3050. Thì khác biệt như nào? Có đây anh em nhá. Ví dụ như trong CSGO thì chiếc máy tính của chúng ta, laptop Gigabyte G5 GE đây đạt được tận là 268 FPS, trong khi chiếc GD chỉ đạt được có 208 mà thôi. Dota 2 thì đạt được một sự tăng trưởng lên tới hơn 50%, bởi vì là em GE này đạt được là 197 FPS, trong khi em GE chỉ đạt được là 131 mà thôi. Đúng là con số khá là chênh lệch đúng không ạ? Nhưng đấy là những tựa game mà dựa vào cái siêu năng của CPU đồng thời lẫn cả của GPU nữa. Nhưng nếu mà anh em chỉ chuyển sang những tựa game mà AAA thì có khác biệt không? Câu trả lời là có nhá. Có, nhưng mà lại không nhiều. Ví dụ chẳng như là trong Shadow of the Tomb Raider thì chiếc GE của chúng ta đạt được là 96 FPS, trong khi chiếc GD đạt được là 89 FPS mà thôi. Còn với Cyberpunk thì chiếc GE này đạt được trên 60 FPS anh em nhá, và gần mức 70 là 68 FPS. Còn chiếc Gigabyte GD này chỉ đạt được là 58 FPS mà thôi, chính xác hơn là 58,9 anh em ạ. Thế thì nói đến đây, kết luận như thế nào? Chúng ta có thể thấy rằng là việc bỏ ra thêm 2 triệu nó sẽ tăng cho chúng ta rất nhiều hiệu năng làm việc, rất nhiều hiệu năng chơi game. Nhưng mà bao nhiêu phần trăm? Thì nếu mà anh em tính nhá, chiếc Gigabyte G5 GD đây, hiện tại đây có mức giá là 18.799. Đấy là mức giá hiện tại mà lúc mà mình viết kịch bản, không biết là đến lúc các bạn xem thì đã thay đổi giá chưa. Nhưng mà trong lúc mình viết kịch bản thì mức giá của nó là 18.799. Còn chiếc GE này đây là 20.799, tức là một khoảng cách đúng 2 triệu thôi. Và 2 triệu đối với chiếc GD này chỉ là 9.375, theo mình nhớ như thế, khoảng tầm 9, một chút so với cả chiếc GD này, tức là nó chỉ là 9% của 18.700 mà thôi. Thế thì bây giờ anh em tăng thêm 9% giá tiền mà lại nhận được là 2, theo như mình tính đây là mình toán nhá, là 21% tăng về hiệu năng làm việc và 26% tăng về hiệu năng chơi game, thì còn gì mà không đáng đúng không ạ? Như chúng ta có thể thấy ở đây là với một mức tăng trưởng rất thấp, chúng ta lại nhận được một mức hiệu năng rất cao. Và điều đó là lý do tại sao mình nghĩ rằng
chiếc G5GE này đây với chiếc i5 12500H đây là một sản phẩm cực kỳ đáng mua trong tầm giá rẻ, và thực sự bây giờ nó là một chiếc laptop rẻ nhất với cái chiếc CPU i5 này rồi đấy. Nếu mà anh em hứng thú và anh em cảm thấy rằng bài review của mình có thể đem ra cho em những thông tin hữu ích để đảm bảo rằng anh em có thể mua được sản phẩm đúng, thì hãy bấm like và subscribe nhé. Chiếc GE này dành cho những ai mà gọi là đa dạng hơn, muốn sử dụng tối đa hơn về không chỉ làm việc mà còn chơi game nữa. Còn với những em nào chỉ chơi những tựa game trúc ấy thì việc mua HD cũng không phải là một option quá tồi đâu, bởi vì nó vẫn đạt được những mức hiệu năng cực kỳ là tuyệt vời. CSGO tận 200fps cơ mà, điều gì mà phải lo lại đúng không? Đấy, anh em hãy check đường link dưới mô tả để mua những sản phẩm này nhá. Còn đâu thì rất cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video sau nhá.